Lên. Ừ. Ý lên cho. Đó. Đi còn chưa chịu. Lỡ giật luôn đi. Phan 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 phan. Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Nay vợ chồng mình đi thăm câu nha. Thì địa điểm thăm câu của chúng ta là ở sông Dầm Đầm nha cả nhà ơi. Mình cũng vừa ra tới địa điểm. Anh chồng mình cũng đang quăng mỏ neo để mà vớt cái viền câu. Rồi gặp rồi nha. Nhẹ nhàng quá ha. Làm thấy quen ha. Rồi sáng ngày mẹ chồng mình cũng đưa con mình đi học rồi mình mới đi thăm câu luôn đó, mới đi cuốn luôn. Ui đây. Lên mũi mới được, lên mũi cuốn mới được. Thì ngày mới vợ chồng mình cũng xin chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và luôn thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng vợ chồng mình để cái cuốn câu để xem hôm nay thành quả cuốn câu của chúng ta như thế nào, im ái gì hay không nha. Chắc phải là im ái thôi. Nay là chúng vớt tiền dài đó em, cá bự bự cũng được. Tiêu vô mé gì ta, cá lầu vô đó hay gì ta? Cá lầu vô ạ? Thiệt. Em biết có nói gì đâu, em cũng cười mà, em khoái cười mà, cứ ở đâu trời. Cá lâu chứ. Hôm nay đổ cái mỏ neo cái nhà, bữa trước bắt cái mỏ neo, đổ cái mỏ neo gì mà bự mà xè ra như cái cánh sen vậy ta. Ôi ơi như cái bông hoa vậy. Thôi hôm nay làm cái mỏ neo kiểu nè. Chơi mùng làm cái mũ neo kiểu quá đẹp luôn. Phải không? Phải cá lâu không vậy không? Cái mũ neo lên xuồng rồi đó. Có cái đồ tắt nước chúng ta không dám lắm, có hả? Ê, sao chỗ đó lâu lâu, ủa nước lâu vậy? Cá lâu vô méo cái gì? Tôi tới tại vì khúc này bụi cây quá cản đường, cản lâu chứ tới mới tới. Hôm nay mới làm lại cái miệng để dắt lưỡi câu mới nữa đó. Cái miệng dắt lưỡi câu hở mà xài văng rồi, banh rồi. Ngắm buổi sáng ở sông Dầm Đầm cả nhà. Sáng sớm nha. Không phải cá lầu rồi. Đó, ta cá lầu vậy thôi chứ. Vậy cá nhỏ. Còn cái đầu tiên cũng là cá. Cái đầu tiên như cả nhà. Thì cũng bằng sao cái cũ là chồng mình làm cái đầu gỡ lưỡi câu. Phải làm gỡ lưỡi câu nữa hả? Có luôn nữa hả?
rồi mời hôm nay tới chú vợ chồng mình cũng là mời chồng, mời chồng nha, vợ chồng mình thả câu toàn là mời chồng không à cả nhà ơi, mình đi thuộc công. Bà hổm anh chồng mình có thả một đợt mà mình không có đi theo, mình quay được cái nhà ổng thả bằng con trùng nước mặn phải không, trùng ống á, trùng ống mà ở nước mặn cái nhà ổng thả một cái thì nó về ba cái cá út. Nó y như một con tôm, mùi tôm vậy đó. Ê sao lâu dữ vậy ta, về bữa đó mình sẽ khô mà ăn cũng hết rồi. Thì nói chung là cá út và mặn khô là ngon nhất nha, thu cá út dẻ dài. Đây cả nhà ơi, được một em. Sao mà nó vô trong dữ vậy, sửa chút lát lại mới được. Lúc này thì hết mồi đó. Hồi lúc mới ra đây nè, đó đó thấy chưa, mới vừa anh chồng mình ông mới vừa ngồi thang cái nhà hết mồi mà sao không dính cá lên liền đó. Mình mới tính nói với cái nhà hồi lúc trước mới ra đây nè, im ghê luôn, 3-4 bữa liên tiếp chắc nuốt lưỡi rồi quá, đừng nói nó theo đen con nữa nha, rồi nuốt lưỡi rồi. Đây cho em nó miếng nước nha, cho nó trú ngủ trên xuồng của mình. Em này chắc cũng gần cả ký, chắc 700-800 gram. Em trước thì con cá con ở này, cái này không rồi cả nhà, dính chục mười mấy con là ngon rồi, dễ bén nữa. Ủa sao nãy thì vô trong mà giờ ra ngoài quá. Bữa nay sao cái vườn trâu, vườn câu của mình nằm hết sát mé vậy ta. Cái vườn câu của mình là gần 300 lưỡi nha cả nhà. Hồi lúc trước là 300 mấy lần đó, mà mình chồng mình tóm gọn thâu gọn lại là còn gần 300. Cái này nó lên bún bắt 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 cái cưng bà đi ghê. Cái này nè, cái nhà giàu nè, cái trắng tươi nè. Ở đây có mấy cái chòi ở cạnh mé sông đó nha. Trời ơi, vô nước vô tới nhà luôn chứ. Nước có lên. Vô bao rồi cả nhà. Nhìn thấy là biết nhà cảnh xà sông nước liền ha. Mà quay vô nhà người ta quá xà la la cả nhà. Này chắc cái tiệm tạp hóa hay gì á. Thank you.
cái đó cái gì vậy ta? Cử động hả? Coi chừng cái con gì đó. Cái con gì nuốt gì nữa đó. Ở đâu có đó. Nó cũng trắng phiếu anh. Trong vắt luôn á. Ở trên mẹ hay mà có dụng mà búp bang đó con nuốt á kìa. Ừ. Đừng nói nó con nuốt nha. Ăn búp. Ngay chỗ cái mấy trong đó cái cá nó quợn ghê, mấy cái gì không biết. Nó quợn một đường luôn á cả nhà. Trong mé đó chắc nó đói luôn à. Hả? Chưa thấy hả? Thấy rồi hả? Nhỏ hả bự? Đó. Ủa này anh kéo từ xa, anh thấy cái lưỡi từ xa mà sao cái lưỡi này anh không thấy hả? À. Đó. Rồi. Chuyện bình thường thôi, tắm nước mặn. Đó, bà em. Bà em cả nhà ơi. Rồi chắc họ kéo ngang tới bến phà không ta? Muốn vô bến phà luôn rồi. Rồi vậy chứ gần ngay chỗ cái viền câu của ảnh không? Anh giật cái em tưởng đâu là ông dính con cá ông giật mình ông dở chân gì chứ ông ngộ ông giật cái chiếc còn chiếc ga cây nữa kìa. Xuồng ghé nhớ hồi còn nhỏ xem cải lương, xem cải lương xem phim rồi mà thấy mấy cái nhà mà mấy những người mà sống trên ghe phái lắm, ghe xuồng với cái nhà phái lắm. Mình thì chỗ mình thì cũng có biển nhưng mà cái chỗ mình xứ mình thì cũng có biển nhưng mà cái nơi mình ở thì không có biển, cái nơi ở thì thuộc thành phố rồi nên đâu có thấy tàu biển nào gặp nhỏ có đi đâu hơi khoái lắm. Giờ có ngồi trên xuồng lên với thằng chồng rồi nè. Đó. Ôi ôi cá điều không ta, kệ nó, điều điều gì là ngon rồi. Lên cả nhà ơi, thấy chưa, mấy em nó đều đều không. Ôi, đèn nguyên cái đèn chim én lên cho chim bầu trời bay đẹp kìa. Thương quá à. Chim én mùa xuân chim én về.
Còn có mấy tháng nữa đâu là Tết nữa rồi cả nhà ơi, xuân đã về nữa rồi cả nhà ơi. Cả nhà mặn ăn sao với vợ chồng mình cũng vậy. Dư dữ lắm hả? Dư khớp á. Năm nay vợ chồng mình dư đựng khớp. Nhõng nhẽo lông thần trưởng luôn. Như được con cứa khớm nhẫn nhẽo nhầm nheo. À tưởng con cá nữa kìa. Em nói khớm nhõng nhẽo nghe có nhớ tới khớm nhõng nhẽo, nhìn xuống thấy ông tưởng lâu lâu lên tưởng đâu con cá nữa chứ. Ông dở thấy ghét lắm cái nhà, ông dở từ 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 từ. Như vậy dở gì giấu à, sợ mình thấy hay gì vậy, thợ ta ngồi ta nhìn hết trơn rồi dở vậy đại đi bày đặt giấu giấu nữa. Dở rồi đặt dấu dấu. Ta ngồi đó. Đó, ta ngồi ta nhìn nó ráo rồi. Mình cứ dấu, dấu có khỏi đâu dấu. Lên một em nữa nha, mấy em đều đều trai không, chỉ có cái em đầu tiên là cả nhỏ thôi. À, bên đó chở rạp đám gì kìa, bông hoa rồi lè lè quá tay luôn cái ghe bên đó đó, xuồng giọt cái vỏ bên đó đó. Để coi được 5 con rồi nha, 5 em mà. Bốn em cái bự con, em cái nhỏ thôi. Em cái đó là hồi về em đó hiểu cái bổn phận của em đó rồi đó. Cái bổn phận của em đó làm gì em đã hiểu rồi đó. Cá cỡ này dễ bán lắm cả nhà. Không bự không nhỏ. Dính rác dữ ha, bọc mũ lâu lên bọc mũ không. Cái máy của mình anh hàng lại là im chưa? Ok sáng nha, vàng mút kìa. Trời, mà có trên đó có cái máy cắt nước đá luôn kìa. Cắt nước đá để muối tôm. Rồi, cái cầu sao dữ vậy? Cầu tử nô đứa lớn nhập cây đèn cá nào gì đó. Đó, giật rồi đó.
thấy giống vực quá vậy? Cá vực đó không phải hả? Nước vực hả? Nước lo cộng dây hả? Tôi thấy giống vực bạc bạc. Tàn thấy rõ ràng. Gác không? Cái này là dừa cá. Trời ơi, gác không cả nhà ơi, tưởng đâu cá. Thấy nặng nặng gình. Gì mà rác gì mà lính liên tiếp luôn cái khúc này nè. Khúc này dính rác không chứ dính cá. Nhà trên sông nước. Trời, trên xuồng cũng có cái võng đem theo nữa. Ba cái nhà ơi, có cái bự như cái nhà, nhìn cái vợ kìa. Em ấy đã có vợt sử dụng nãy giờ luôn, đem cái vợt theo mà ngồi. Tôi nói không biết chừng nào mới được cầm cái vợt mà vợt đưa đây, đưa cho chồng mình không biết. Đó. Đi còn chưa chịu. Lỡ vợt luôn đi. Phán. Lên. Ừ. Ý là anh chồng mình cái vợt này nó mặn nhỏ dữ trời lắm rồi đó. Anh cho cái độ quắn bớt dữ lắm. Rồi nó nhảy ông ơi, không còn cái gì hết trơn, biết đường đâu ra. Vậy em cầm cho anh vợ. Ra luôn rồi. Rồi, kệ đi. Chứ nãy giờ mới dính được em cá bự. Gỡ vốn lâu dữ lắm luôn rồi đó. Nước này nó đạp dữ ta. Ừ. Em
lên cá này là anh cá mới lên nha, cũng không bự gì dữ. Nhưng mà cũng bự rồi, kệ nó đi. Trái này cả nhà, trái này là gọi là trái mắm nè, cây mắm á, cây mắm á nha cả nhà. Cây mắm dọc một bên bờ sông, hai bên bờ sông. Bên kia vợ chồng người ta đang mà thả cái gì quên đi rồi, ăn cái đó kêu bằng cái gì anh? Đồ đấm cua đá. Xa quá cả nhà. Trời, bao nhiêu con như vậy? Đã thả đây hả? Nghe đâu. Vậy là một khúc mới là một cái đồ đấm cua hết à? Vậy. Nó nói bậy quá không? Nãy giờ vắng hơi lâu rồi nha cả nhà, chưa có cá nha, chưa được dính em, chưa dính được em nào, nãy giờ hơi lâu rồi đó, hơi buồn hơi chán rồi đó. Trời ơi, tới khúc tôi dính liền tay ra kìa. Ủa trời ơi, bật mũ mới chịu à. Trời ơi, sao dính bọc không vậy ta? Gáp thì đánh cá hay cả nhà, ông bỏ chân xuống lùa cái gốc đi, hên nhìn lại thấy con cá giật chân lên không kịp. Giật đó không anh? Tới khúc rồi, đang thấy dính gốc cái gầu cho ổng. Chỉ lạng nãy giờ. Đó, lên. Kệ, cá bự, không cái này là nghiêm rồi. Để coi được mấy con bự vậy ta. Nè, 5, 6 con. 5 con, còn 2 con này hơi trọng nữa. Chứ không được gọi là bự. 5 con cá bự, 2 con cá trọng, con cá nhỏ. Gió tấp dưới rồi ta. Gió tấp vô lề không? Vô lề quá khó gỡ, vô lề dễ dính gốc. Thấy ổng kéo nhìn lén mình đó cả nhà, là mình chụp mình hỏi liền phải cá hay gì anh, là phải gật đầu liền. Ông này sao nào ổng xấu tính vậy ta? Ổng dở gì câu mà ổng sợ mình thấy cá cả nhà. Ổng giấu không à. Hồi lúc trước thấy là ông giở từ xa lắm kìa, ngồi đây là ông giở tuốt rồi, đáng cho mình nhìn coi mình thấy có cá không, rồi mình chực máy mình quay nha. Mai nay bữa nay xấu bụng rồi. Trời, con cá có chút xíu mà cũng có trứng nữa, em cá hư hỏng. Ừ, em cá hư hỏng nay ít quá. Nãy mình nổ cái nhà, nay có mình đi theo á, cá mới dính gì, mới dính gì đó. Cái giờ cái đi gu luôn. Nghe mình nổ nó ghét. Nay đã ui ngày nay nguyên ngày luôn rồi đó. Không nắng mà cũng không mưa mà ui nè mọi cả nhà, bộ trời ui mắt rồi vậy đó. Nói chung mát này thì những cô chú anh chị nào mà làm ở ngoài, mà làm việc ở ngoài ngoài trời này nè thì khỏe.
em thấy dài đẳng nó mới lũi những cái trong những cái gì cát trong những câu của mình nó quẩy ra anh. Nó trội lên tới à? Ừ. Nó cái nhìn dở đằng này nè. Nó căng kia đằng kia cái nó quẩy quẩy lên. Cá bự nữa nha cả nhà, cũng tại khúc này luôn nè, mới dính em đó, rồi cái gió tấp quá anh chồng mình mới lấy chân lùa ra, chưa ra được khỏi nữa, dính không báo dính cá nữa, kệ nó. Cứ vòng vòng đây suốt 3-4 con cũng được đó, mình đã thấy em nó rồi đó. Ừ, cái đó bự bự không. Cái hút của nãy thuốc đắng ông dính bọc không dở muốn khùng luôn, rồi lia cái liền lưỡi nào cũng bọc, lưỡi nào cũng bọc. Lên ôi ôi, nghĩ từ từ thôi em, nhận mạnh dữ, từ từ thôi, rồi rồi còn cái út nhỏ xíu này thì ghét thiệt chứ. Đúng. Quên thiệt tình đó, lên xuống em nữa. Ừ, ngon quá. Không đâu, không chạy xuống nói chuyện điện thoại. Không sợ, tao không nghe gì, không la, muốn bể nhà. Ở đây mình nghe lồng lộng. Thôi thôi, tiếp theo con cá ấy luôn. Con cái lù đù. Lù đù. Trời ơi, có mồi là ăn à. Đó, này cái nhà con cá lù đù nó mới lên nó đẹp vậy nè, cái nhà nó vàng ươm luôn á, nó mà con cá lù đù nè. Bắt đầu cái từ từ tà tà cái em nó chuyển qua màu khác. Mình hết rồi nha. Nhảy ướt đồ tôi luôn. Chị nhỏ mà chị quậy chị sợ. Cá nhảy ngoài kia. Nhưng mà ngay trong vườn câu ông ha. Cái gì vậy, cái đụng dữ ta. Chính miệng con cá 2 kg coi. Nhớ đợt kỳ của năm đầu tiên luôn cả nhà. Năm đầu tiên bắt đầu vợ chồng mình mới bắt đầu đi quay clip á, đi xuống tới cái chỗ mà anh chồng mình không đi vớt cá nâu. Thả nguyên cái viền châu ba, viền câu 300 mấy chục lưỡi, dính một con cá hành một mà đủ tiền xăng đi về, một con cá hành 1,5 kg, một con cá một đủ tiền xăng luôn. Tại vì xuống dưới thả xong đi về, xuống dưới cuốn cái đi về như nữa 150 tiền xăng. Nhờ nó dính cá mắc tiền mà bự nữa, con một gỡ vốn đại luôn. Thả viền câu thì có nhiều cái cũng vui lắm con à. Ở đây cũng có, không có con nào cũng vẫn có luôn, ghê thiệt. Kỳ đợt đó trong đường kinh diễn đạo vợ chồng mình thăm dài ra phía ngoài này nè, không có con nào luôn. Wow. Hồi dính vậy cá bự bự tại khúc này, hồi lúc trước nhớ mình mới đem ra để thả dính cá giữa trời lắm nè. Cá bự không luôn á. Cái sườn cá của mình lên được mấy em, 2 em liên tiếp vô đó, cái có sự thay đổi nhẹ liền. Đây. Cái gì chưa cái nhà. Trúng rồi nha.
Bắt đầu mình nổ được chưa ta? Vậy là nổ được chưa anh? Chưa nữa hả? Tính nổ rồi đó. Nhà anh nhà có em đi theo anh đó. Lên chỗ đó liên tục hai em cá ngon lành ông ơi. Thì coi được men cá bự rồi. 2, 2, 4, 6, 7, 8. 8 em cá bự. Một em cá này nè, cá nhỏ nè. Với em cá ốc, cá lù đù. 3 em cá nhỏ. Được 11 em rồi. 1 em, 8 em bự, 3 em nhỏ. Ba em nhỏ này họ hiểu bổn phận của ba em đó rồi. Bữa trước anh chồng mình đi, ông đi thăm câu ở mà đi thăm sớm ở nhà mình không có đi theo, thăm ở trong kinh chuyển đạo phải không anh, hôm qua đó dính con cá hanh cả nhà. Mà đều cũng không nhỏ không bự, chắc cũng cỡ 6 gram. Hả? 600 gram. Ừ, thấy không? Nói mà sao có 600 gram. Nấu một canh chua cả nhà. Canh chua bắp chuối ha. Bắp canh chua hai chuối. Cái đầu cái đuôi nó canh chua cắt mấy cái đực gần đầu 3 khúc giữa. Hoa tiêu. Ôi ôi ăn nó ngon. Canh chua hai chuối nữa. Cá hành nó béo mà nó thơm, bởi vì nó mắc tiền là đúng rồi. Hôm qua có con anh chồng mình chơi lớn ăn đó, chứ thường thường có cá hành là cũng đem bán không có ăn đâu. Bán ráo luôn. Hôm qua chơi lớn ăn cá hành luôn mới chịu. Kiếm gì nhìn nháo nhác vậy? Cá nữa hay gì đó? Bánh phà thân thương của chúng ta. À dạ. Rồi. Đây lâu rồi. Bắt. Tưởng là cá chứ thấy lâu chì ra. Đúng chừng 2-3 em nữa đi. Cái nhỏ nè, bằng cái con cá đầu tiên hồi nãy luôn nè, bằng cái em cá đầu tiên luôn đó.
cái này nó nằm vắt ngang, rồi mình ta luôn nó chịu được hay thì tự nhiên cái khơi cái nhảy lên mình nó nằm vắt ngang hết đi, không con nào nhúng nhích được với nó. Chị kéo mà nhìn dữ vậy anh? Mấy con gì à? Kéo mà rình dữ vậy. Đèn hết chưa? Phút này gần hết rồi mà không dính con cá nào hết. Thì chắc hôm nay là chỉ được vô đây thôi quá. Chắc được 11 con cá này quá. Tới mỏ nèo hả? Gần tới là chưa còn nữa. Nãy giờ luôn. Khúc đi về khúc đẳng dính được hai con cá bự liên tiếp kìa. Cái tới đây cái em ru luôn, dính bọc không tới đây luôn mới dính được em cá nhỏ nhỏ nữa nè. Còn không nhỏ dữ. Cái đó là cái xuồng nó làm gì ta? Củi cây điện xạ. Bỏ nó trên xuồng để gì vậy anh? Ờ chứ không nổi để dưới là có nước đẩy phụ ha. Ờ
cho nhỏ nữa kìa. Chưa, nó còn mà. Dễ gì, người ta ăn ủi. Rồi tao về tao chiên hết, tao bay luôn. Mấy con cá nhỏ nhỏ bằng muối chiên ăn. Mỏ neo rồi. Sao? Còn mà con đá kìa. Nó đá gì bọc còn lên đó. Quá wow, bọc lên liên tục. Ờ dính được hai cái bọc đang ngủi. Điểm sơ sơ của chúng ta bây giờ là mình điểm để coi 3 5 8 9 10 11 12 13 được 14 con cá rồi đó cả nhà. Nhỏ lớn luôn là ở trên xuồng mình là tính hết luôn á là được 14 con cá rồi đó. Mình sẽ dính bọc không vậy? Được 14 em cá. Để coi coi cái mỏ neo lên coi còn con nào nữa không. Mà chỉ có 4 em cá nhỏ. Nhỏ nhất luôn á, nhỏ nhất luôn là 4 em. Còn bao nhiêu là cái bự với cái vừa vừa. Bye.
đâu đó, còn 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 dính cả nhà, còn dính còn dính nha. Thế nó còn lưỡi câu là sẽ còn dính cá mà anh. Được 15 con cả nhà ơi, với sồ 14 con rồi, tính là 14 con thôi nha, con nữa cá ngửi 15 con nhẹ nhẹ dữ ha. Rồi xong rồi, chừng nào tụi nó thấy mỏ neo là mới hết dính cá. Được 15 con, nãy 14 rồi đó, dặn con nữa 15 lên dính con cá bự cũng đỡ. Mỗi ngày của chúng ta đã lên cả nhà rồi, thì thành quả ngày hôm nay của chúng ta là được thăm câu là được 15 em nha, và chỉ có 4 em cá nhỏ thôi, là 11 em cá bự đó. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video để ủng hộ cho vợ chồng mình. Video mình đến đây xin được kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video lần sau ha. Chào cả nhà nha, cả nhà ơi.